Ngày 31 tháng 7, Công an huyện Cư Cù Inh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trong nhóm mang súng đến nhà người khác bắn 3 phát để giải quyết mâu thuẫn. Theo điều tra, Y Hi An Nie, 28 tuổi, trú xã E Tiêu, huyện Cư Cù Inh, có xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau trên mạng xã hội Facebook với Mai Thế A, 26 tuổi, trú cùng xã. Nên đối tượng này đã mượn khẩu súng của một người bạn tại tỉnh Đắk Nông, rồi rủ Nguyễn Đức Minh Tiến, 30 tuổi, cùng hai đối tượng khác mang theo các hung khí tới nhà tìm anh A để giải quyết mâu thuẫn. Khi tới nơi, biết anh A đi vắng, Y Hi An Nie đã rút khẩu súng mang theo rồi bắn 3 phát đạn để uy hiếp người thân gọi anh A về. Qua khám xét, công an thu giữ một khẩu súng cùng 10 viên đạn, 4 cây dao, kiếm và 6 túi ni lông chứa ma túy đá. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Y Hi An Nie khai nhận đã cùng Tiến góp 30 triệu đồng mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời. Được biết, Y Hi An Nie từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Tiến có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan công an tạm giữ hai đối tượng, đồng thời gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền giám định khẩu súng để làm căn cứ xử lý vụ việc.